anh chị các bạn, hiện tại bây giờ là mình đang đứng ở trước đền thờ ông bà Đỗ Công Tường các bạn. Là hôm nay là ngày rằm thượng nguồn vía Thiên Quang Đại Đế các bạn. Hiện tại giờ mình đang đứng ở đây thì mình hôm nay mình cũng đi cúng các bạn, mình mời cô chú chị các bạn cũng theo chân mình đi vào trong cúng nha các bạn. Hôm nay là đêm 14, gọi là 14, 15 là rằm thượng nguồn đó cô chú anh chị các bạn. Thì khách ta đến đây cúng cũng đông lắm. Như thường lệ hàng năm là ở đây là cúng là đông vậy đó. Tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 đó, để mình lia cho cô chú anh chị các bạn xem. Đi mình đi vào trong cúng luôn các bạn. Ở đây là tại thành phố Cao Lãnh nha các bạn. Đây là đền thờ của ông bà Đỗ Công Tường nha các bạn. Đây là ngày rằm thượng nguồn. Cái cổng ở đây ngoài vô người ta bán nhang, bán đồ đầy đủ các bạn. Đây là bữa nay là du khách ta đi cúng cũng rất đông. Thì đêm nay và đêm mai nha cô chú anh chị các bạn, chỉ có 2 đêm, đó 2 đêm với 2 hoặc 3 đêm thì cũng được, ai cũng đi cúng, giờ nào cúng thì đi. Đây là cái khu mình bước vào cái cổng, thì cái khu như bây giờ trong cái chu vi trong đây bây giờ làm sạch sẽ lắm các bạn. Mình soi cho kỹ cho các bạn xem. Rồi mình đi dài vô, mình đi dài vô trong đền thờ nha các bạn. Đây để dép rất đông các bạn, đông lắm. Đây là nơi đền thờ nè các bạn, mình soi từng chi tiết cho các bạn xem. Khách tới đây cũng rất đông. Miếu này ở đền thờ này các bạn thì mãn một mùa dịch, nguyên mùa dịch năm rồi cũng không có cho du khách vô đây cúng các bạn. Và năm nay mới là coi như là ngày rằm này là rằm thượng nguồn là mới được vô khách vô đây cúng giếng các bạn. Đó, chứ mà là họ nguyên mãn mà cái năm rồi mùa dịch là không có được vô đây cúng, không có mở cửa các bạn. Ở đây thì du khách đến đây cúng thì có một ông chú ổng đốt nhang sẵn, rồi mình chỉ lại nhận 3 cây hương rồi mình sẽ lại giếng nha các bạn. Đó, chú đây đứng đốt nhang sẵn cho mình.
chú đốt nhang cho đó, cứ nhận sẵn chú đốt sẵn là lợi nhận. Thì mình lại mình nhận ba cây hương, cái mình lại mình dâng hương thôi các bạn, chứ mình khỏi có đi lại rồi đốt chỗ này chỗ kia nó lu bu đó, không cần, có người đốt sẵn nha. Mình đi lối bên đây một chút, mình đi ra lối bên kia. Đặc biệt ở đây các bạn có thể cầu nguyện cái gì đó rồi mình sẽ xin xăm ha. Mình xin xăm, cầu nguyện mình xin xăm rồi ở đây. Ở đây là có người ngồi đây là phát cái lá xăm cho mình luôn. Đọc đây là cái bình xăm luôn các bạn, mình xin xăm rồi ở đây. Đây là cái mình đang đứng đây là trước cửa ngay đền thờ, ngay đền của ông bà ngồi trên cái tượng trên đó nha các bạn. Mình sẽ soi từng chi tiết cho các bạn xem. Đây là cái chỗ mình bày trí trái cây hay gì đó là để dâng lên đây để cúng ông bà đó, là từ địa điểm đó. Nói chung năm nay là mình thấy là du khách cũng hạn chế dịch nha các bạn, thấy cũng ít. Chứ mình biết là mấy năm trước là đông vô là không có đứng, không có chỗ để lại luôn đó. Đây, ở trước mặt mình đó, đây là chỗ để bày trái cây, ngũ quả, đèn hay gì này kia là đó, nên mình cúng đó các bạn. Đây mình sẽ soi tượng của ông bà cho các bạn xem. Tượng của ông bà đó các bạn. Và trước mặt mình đây, đó đây là cái chỗ là để du khách lại nhận hương rồi cái lại đây mình sẽ quỳ xuống đây mình cầu nguyện khấn vái đó. Như mấy người mà bưng mấy cái lon lon đó đó là các bạn. Đó là mình sẽ xin xăm, mình cầu nguyện mình xin xăm cái gì đó để coi cái vận may mình như thế nào. Đó, cô đã xin xăm đó. Rồi bắt đầu mình lấy cây xăm coi số mấy, bắt đầu mình mới lại chỗ phòng xăm đó, có người giao cho mình lá xăm các bạn. Những cô áo trắng bên kia đó là bên đạo Cao Đài đó các bạn, bên đồng đạo. Thank you.
Cái giờ này là cái giờ rất đông các bạn. Có để cái tiểu sử ở ngay đây trước cổng mình đi vô mình sẽ gặp được cái tiểu sử. Hôm nay mình thấy mấy cô đạo cao đài đến đây cúng giếng rất nhiều, cúng nhiều này đến cúng là các bạn nhìn biết liền, mặc cái bộ đồ áo dài trắng là bên đạo cao đài các bạn. Đó, mấy cô đó cũng là đạo cao đài. Đó, bên đây là mình đi qua, hồi nãy mình đi lối bên kia, bây giờ mình sang qua lối bên đây. Bên đây cũng một lối đi nữa các bạn. Đó, mình sẽ tiến thẳng đi vô. Hồi nãy mình đi vô bên kia, mình đi ra bên kia, bây giờ mình đi qua bên đây, mình trở đi vô cái nữa nha các bạn. Rồi, em nhỏ đến người lớn cũng đến đây giếng ông bà. Bên đây có người thỉnh bông hoa các bạn. Có người ta cho con cháu chui xuống cái bằng đích bàn thờ của ông bà các bạn. Đó, chui qua chui lại đó, vậy đó. Bây giờ mình sẽ đi ra các bạn. Mình sẽ đi ra. Ừ.
Đây mình đi ra, ở phía trước mình có một cái thuyền ở ngoài sân nè các bạn, cái thuyền gọi là cái thuyền gửi bệnh hoạn đó các bạn, đó. Gọi là thuyền gửi bệnh, giống như thuyền cúng ai đến đây là mình giái nguyện rồi mình gửi bệnh hoạn đồ ở dưới chiếc thuyền đó các bạn. Đây mình quen đó, này là một chiếc thuyền, mình hình như là mình để đồ vô đó, mình giái tên họ đồ của mình đó các bạn, rồi nữa người ta sẽ cúng đó, gọi là thuyền gửi bệnh hoạn đi chở đi đó các bạn. Đó mình muốn cho rõ, đây đây là mấy cô đạo cao đài, mình sẽ đi qua đây. Đây là đạo cao đài cúng rồi các bạn. Còn bộ mấy cô áo trắng này là bên đạo cao đài ra cúng mẹ. Đây là bên đạo cao đài là sẽ tụng kinh nha các bạn. Đây là kinh cao đài. Đi mình đi ra các bạn, mình đã cúng xong giờ cũng đã ghi hình xong, mình sẽ đi ra. Đó luôn, em mặt chết luôn. Giờ em cái mặt không Phạm? Lên TV rồi. Tôi được lên TV rồi. Du khách còn đi hì hì các bạn, đông lắm, đây tới 10 giờ luôn á các bạn. Mình chia sẻ với các bạn, bây giờ mình đã vô trong đền thờ mình cúng cũng xong rồi các bạn, giờ video cũng hơi dài rồi, mình cũng ghi hình xong thôi, mình xin phép các bạn mình kết thúc video tại đây. Các bạn xem nhớ bấm đăng ký và nhấn cái chuông để đón xem video mới của mình. Nhớ bấm chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình nha các bạn. Mình xin chào, tạm biệt. Bye bye.